Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục với nguyên nhân của xuất tinh sớm. Nguyên nhân sau nguyên nhân tâm lý là nguyên nhân về bệnh lý. Đây là một cái nguyên nhân do bệnh lý cho nên là rất là lan dài. Có những bệnh lý chúng ta có thể khắc phục được, có những bệnh lý chúng ta không thể khắc phục được, giống như là các bệnh lý về lan y. Cho đến nay, ví dụ như là HIV trên thế giới là phải bó tay, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu để các bạn biết được nếu các bạn gặp phải nguyên nhân gì thì các bạn biết là bác sĩ có giúp được mình hay không. Đấy, đúng không ạ? Các cái bệnh lý ảnh hưởng đến về xuất sớm rất là nhiều thì tôi xin khu trú lại làm 3 lĩnh vực. Thứ nhất là các cái vấn đề về viêm nhiễm ở cái vùng sinh dục. Đấy, như là viêm bao quy đầu, viêm dương vật hay là viêm niệu đạo hay là các cái viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục của các bạn thì nó đều góp phần vào ảnh hưởng vào vấn đề gì ạ? Vào vấn đề về rối loạn cương dương. Thưa các bạn, ốm, tha, già thải, khi mà các bạn bị bệnh thì ở trực tiếp cái vùng sinh dục thì đương nhiên là nó sẽ đau, rát, đúng không ạ? Nó sẽ khó chịu. Và thì là chúng ta quan hệ thì nó sẽ sớm xuất ra để nó dừng lại, để nó không bị tổn thương, để nó không bị đau đớn nữa. Đó là cái sinh lý của con người, nó là như vậy, đơn giản vậy thôi. Cũng như là khi mà chúng ta bị đau đớn thì là chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ rất là ghê, rất là sợ. Mà chúng ta có cố làm thì sau những cái cơn đau hay những cái điểm đau nó sẽ có những cái thần kinh thực vật nó đưa lên bộ não của chúng ta và nó sẽ điều chỉnh, cho nên là cái cuộc chơi nó sẽ bị ngắn lại. Cho nên các cái vấn đề về viêm nhiễm nhiều khi là các bạn thấy nó bình thường, thế nhưng mà nó sẽ góp phần vào làm giảm cái vấn đề về sinh hoạt tình dục cho các bạn, nó không được chất lượng, nó không được lâu như các bạn mong muốn. Thế cho nên là những cái viêm nhiễm vùng quy đầu thì có rất nhiều, ví dụ như là ở quy đầu của bạn có những cái mùi hôi, đó là những cái viêm nhiễm vi thể, các bạn thấy bất thường rồi, đúng không ạ? Có mùi là bất thường rồi. Thế rồi là chung quanh quy đầu nó có các cái gì ạ? Các cái bựa trắng. Thế đó là những cái vấn đề về viêm nhiễm, đúng không ạ? Hay là chung quanh quy đầu nó có những cái lấm tấm mụn đỏ ở cái vùng quy đầu, đó là những cái bất thường, đúng không ạ? Đó là cái viêm nhiễm. Còn những cái trường hợp nặng hơn như là quy đầu nó viêm, nó lở loét, nó trợt ra, nó ướt ra, đó thì các bạn nhìn thấy rõ rồi, thì là viêm nhiễm rõ rồi, là đương nhiên, đúng không ạ? Đấy là các cái viêm nhiễm vùng sinh dục, đúng không ạ? Rồi là các cái vấn đề viêm ở trên da thân dương vật hay là viêm ở trên da của quy đầu, có những cái lốt mụn cóc hay là những cái lồi sẩn viêm thì đó là những cái làm tổn thương về thần kinh ở dương vật, khi các bạn quan hệ vào nó rất là đau, nó sẽ rất nhanh ra, da, đúng không ạ? Rồi là những cái trường hợp gì ạ, cái da bao quy đầu nó bị hẹp hay là bán hẹp lâu ngày, nó lứt răm lứt kẽ, quan hệ nó rất là đau, thì những cái trường hợp này thì xuất tinh rất là nhanh. Xuất tinh rất là nhanh trên những trường hợp mà bán hẹp bao quy đầu mà có viêm thì rất là nhanh. Nhiều khi là các bạn bảo là tôi lớn tuổi rồi, tôi từ trước có hẹp đâu, thế tại sao mà bác sĩ bảo tôi hẹp? Thế tôi hỏi là thế tại sao mà bây giờ bác quan hệ lại nhanh xuất tinh hơn do lần trước, tại sao bác quan hệ lại đau hơn do lần trước? Bác bảo đúng rồi, tại sao bác sĩ? Thì tôi mới nói là do bác hẹp, thì bác mới công nhận bệnh lý thì nó tiến triển tùy từng giai đoạn. Đấy, trước khi nó bình thường nhưng thực ra nó không bình thường như các bác không biết. Nhưng khi nó tiến triển đến lúc bất thường rồi, các bạn thấy bất thường thì đi khám thì mới biết được rằng là bệnh của mình nó đã biểu hiện từ trước rồi nhưng bây giờ mới biết, đúng không ạ? Giờ thấy bất thường, triệu chứng mới đi khám mới biết là bất thường. Rồi là xuất sớm nó có những nguyên nhân như là viêm niệu đạo, các cái ống niệu đạo ở phần ống tiểu ở trong ấy, trong phần dương vật ấy. Đấy, các vấn đề ví dụ bệnh lậu rất là buốt, quan hệ rất là khó, rất là đau, đúng không ạ? Rồi là những cái viêm nhiễm do chlamydia, tức rồi nó ngứa ngáy, nó bứt rứt, nó khó chịu thì các bạn quan hệ nó cũng nhanh ra hơn. Đấy, rồi các cái đường viêm nhiễm ở đường sinh dục. Đường sinh dục thì nó gồm như là liệu đạo này, đúng không? Túi tinh, bóng tinh, tiền liệt tuyến, đúng không ạ? Tinh hoàn, đó là các cái bộ phận của bộ phận sinh dục của nam giới. Thì các cái viêm nhiễm hay các cái bệnh lý ở vùng đó thì nó cũng làm cho vấn đề của các bạn nó xuất nhanh hơn. Đấy. Rồi là cái bệnh lý ở cái bộ phận cơ quan về tiết niệu. Đấy, cũng ảnh hưởng đến đề xuất sớm. Hệ tiết niệu thì rộng hơn, như là liệu đạo này, bàng quang này, niệu quản này, thận này, đó là những bộ phận của tiết niệu. Mà khi bị viêm nhiễm, đấy, hoặc khi các bệnh lý như sỏi hay u, đấy, hay là các cái bất thường khác thì cũng đều ảnh hưởng đến vấn đề, có thể cái thời điểm đấy ảnh hưởng đến vấn đề xuất sớm. Không phải là tất cả, không phải là nguyên nhân chính nhưng nó cũng góp phần vào. Đấy, cho nên các bạn bị bệnh lý đó thì các bạn có thể thấy bất thường và trên cái nền xuất sớm và trên nền bệnh lý đấy thì hãy đi khám bác sĩ để được điều chỉnh sớm nhất. Một cái nguyên nhân nữa đó là nguyên nhân về giảm nội tiết tố. Như tôi nói ở trước, giảm nội tiết tố thì nó có nguyên nhân là do có thể là do thiểu năng sinh dục. Đấy.
hoặc là nguyên nhân tại tinh hoàn như teo tinh hoàn. Thiểu lăng sinh dục thì thường là do nguyên nhân ở bệnh lý ở trên tuyến yên, đúng không ạ? Ở trên bộ não của chúng ta, tuyến yên ở trên não, đúng không ạ? Làm cho cái tinh hoàn của chúng ta nó không sản xuất được ra testosterone, nội tiết tố của nam giới, thì sao ạ? Thì cái tình trạng cương dương nó cũng giảm và cái xuất sớm nó cũng giảm. Tuy nhiên ở những cái bạn trẻ thời gian đầu thì nó biểu hiện ở cái gì ạ? Ở cái xuất sớm. Bởi vì những bạn trẻ nguyên nhân nó giảm nội tiết rất là ít, nhưng không phải là không có, đúng không ạ? Nó vẫn có. Thế cho nên là tại sao mà các bạn cùng trang lứa của mình, người ta quan hệ này mạnh thế, mà tại sao mình lại nhanh như thế? Bởi vì mình có bệnh. Bệnh nó có tỷ lệ thôi, không phải tất cả. Cho nên là cái tuổi trẻ nó ít hơn so với tuổi lớn tuổi. Những cái mãn dục là ở những người lớn tuổi, nhưng tuy nhiên ở người trẻ nó vẫn có, nó vẫn có tỷ lệ của nó. Thế cho nên là các bạn bị bệnh, các bạn thấy nhanh hơn, thì có thể bạn sẽ có một cái nguyên nhân nào đó. Có thể bạn biết, nhưng có thể là bạn phải đến khám bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ hỏi bệnh, khám làm xét nghiệm thì mới tìm ra được cái nguyên nhân cho các bạn, đúng không ạ? Những cái trường hợp teo tinh hoàn, ví dụ như là những cái trường hợp các bạn bị viêm tinh hoàn, viêm tinh hoàn sau đấy nó sẽ làm sơ tắc các cái ống dẫn tinh, các cái tổ chức phù lề ra, nó gây tắc, và các bạn điều trị sau một thời gian thì tinh hoàn nó nhỏ dần, nó teo dần, đó. Thì nó cũng làm giảm cái khả năng sản xuất của nội tiết của nam giới ra. Rồi là những cái trường hợp vôi hóa tinh hoàn. Đấy, vôi hóa thì vẫn phải mật độ rất là nhiều thời gian thì mới làm giảm cái nội tiết, còn thời gian đoạn đầu thì nó vẫn ok những cái bạn trẻ, nhưng về lớn tuổi thì nó sẽ giảm dần lên. Đó, thế cho nên là nội tiết nó cũng là một cái nguyên nhân gây xuất tinh sớm ở những người trẻ, và đặc biệt là những người lớn tuổi. Thế cho nên các bạn bất thường có thể liên hệ, tôi sẽ giúp các bạn được một cái thuận tiện nhất. Một cái nguyên nhân do các cái bệnh cấp tính ở cái vùng sinh dục, rồi là các bệnh cấp tính ở các cái bệnh lý khác. Khi mà các bạn mới bị một cái bệnh gì đó, đúng không ạ? Bộ phận ở sinh dục, hay bộ phận ở sàn trậu, đùi, mông, hay bộ phận ở lưng, đúng không ạ? Đó là những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến đường đi dẫn truyền của kinh dương vật, truyền từ dương vật cho đến tinh hoàn, cho đến tủy sống và lên bộ não của chúng ta. Trong cái chuỗi video thì có cái bài tôi sẽ có những slide đó, tôi nói kỹ hơn cho các bạn. Vậy thì các cái bệnh lý cấp tính ở bộ phận sinh dục như là viêm tinh hoàn ở cái bài trước tôi nói cũng sơ bộ rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về xuất sớm cho các bạn. Rồi là các cái bệnh lý khác kèm theo như là các bệnh gì ạ? Có thể các bạn bị cúm, sốt này, đúng không ạ? Cơ thể mệt mỏi này, đúng không ạ? Thì nó cũng ảnh hưởng. Rồi là các cái u nhọt ở trên người chúng ta, đặc biệt là ở gần bộ phận sinh dục. Rồi là các cái vết thương, đặc biệt vết thương ở trong ổ bụng hay trên cơ thể chúng ta, khi chúng ta quan hệ thì các cái điểm đó nó sẽ đau chói thì nó sẽ làm gián đoạn cái cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Gián đoạn cảm xúc của chúng ta, và đặc biệt những cái vấn đề đau thì nó sẽ điều khiển, thì cái bộ não của chúng ta nó sẽ điều khiển, nó sẽ làm cho cái vấn đề xuất nó sẽ có thể nó sẽ nhanh hơn, thậm chí nó có thể lâu hơn, thì có thể nó sẽ điều khiển để cho cơ thể chúng ta dừng lại, để được dừng lại, để được nghỉ ngơi. Đó là những cái cơ chế nó hết sức là bình thường trên cái nền mà các bạn đang có cái bệnh như cấp tính. Nhiều khi các bạn thấy là mình một cái nhọt thôi mà hồi mấy hôm nay thấy gì ạ, quan hệ nó nhanh hơn, cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Thực ra cái nguyên nhân này có rất nhiều bạn thấy là nó rõ ràng rồi. Tuy nhiên có nhiều bạn bị vấn đề này mà lại tạo ra cái stress tâm lý rất là nặng, rất là lớn, mà cứ đi băn khoăn, nhiều khi đi khám để được tư vấn ngay thì đã tốt. Nhiều khi các bạn lại thấy nó nhanh hơn so với thứ trước. Đấy, đặc biệt là bị người yêu chê trong cái thời điểm đấy, đó thì là sẽ băn khoăn, chăn trở, lo lắng. Chính vì vậy tôi vẫn đưa ra ở những cái slide này để cho các bạn biết, các bạn yên tâm hơn, các bạn giải thích dễ hơn và các bạn tự tin hơn. Đấy, nó chỉ là cái đợt này, cái thoảng qua, chứ không phải là vấn đề về bệnh lý, cho nên các bạn yên tâm, đúng không ạ? Rồi là các cái bệnh lý về gì ạ? Các cái bệnh lý mãn tính kèm theo. Những cái trường hợp này thì thường ở những cái trường hợp gì ạ? Ví dụ như là sau chấn thương, sau phẫu thuật thì có thể gặp ở những người trẻ. Nó giống như cấp tính thôi, đúng không ạ? Chúng ta bị đau đớn trên cơ thể người chúng ta thì chúng ta quan hệ nó sẽ không được lâu hoặc. Còn những cái nguyên nhân do gì ạ? Còn những nguyên nhân do các cái bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường hay là cơ xương khớp thì sao ạ? Thì hay gặp ở những người lớn tuổi. Các bác lớn tuổi hay bị xương khớp, tiểu đường, huyết áp, đúng không ạ? Các bạn bị đau khớp, các bạn đi lại chẳng muốn đi, rồi đau chẳng muốn đau, vậy thì các bạn vận động, các bạn làm các cái động tác ra vào thì nó sao? Hạn chế rất nhiều, nó sẽ đau đớn. Và tất cả những cái đau đớn trên cơ thể người chúng ta
thì nó sao ạ? Nó sẽ đều ảnh hưởng đến vấn đề về quan hệ tình dục. Thế còn cái bệnh lý về tiểu đường, bệnh lý về tăng huyết áp, đó bản chất đều là cái bệnh lý về gì ạ? Về mạch máu, đặc biệt là tiểu đường. Đấy. Khi huyết áp cao thì cái thành mạch nó bị sơ cứng, đấy, nó giảm khả năng chuôn giãn, giảm khả năng tưới máu đến dương vật. Đấy. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cương dương nhiều hơn, đúng không ạ? Và khi dương vật cương không đủ tốt thì nó sao ạ? Một là không xuất được, hai là nó sẽ xuất sớm hơn. Đó là những cơ chế của cái bệnh lý. Và trong các bệnh lý về tiểu đường, về tăng huyết áp, nó liên quan đến vấn đề về cương dương rất là nhiều, có các cái kết quả nghiên cứu. Tôi cũng có một cái năm 2013. Tuy nhiên cái bài này nó không liên quan nhiều, tôi không đưa vào cho các bạn, mà đó chỉ là một cái nguyên nhân trong rối loạn cương dương là chính. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề xuất sớm. Cho nên những bạn trẻ nào mà có vấn đề về tiểu đường huyết áp thì cũng có thể liên quan. Và đặc biệt các bác lớn tuổi ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý rất là nhiều, đặc biệt với rối loạn cương dương. Thì các bạn bị cái bệnh lý này thì tôi sẽ điều chỉnh cho các bạn được, đúng không ạ? Đó là một số các cái nguyên nhân gây lên xuất sớm do bệnh lý tôi đưa ra. Các bạn có thể tham khảo để giúp ích cho mình, hoặc các bạn băn khoăn có thể là inbox vào Facebook bé Lê Văn Tuấn, tôi sẽ giúp các bạn. Và chúng ta lại tạm dừng ở đây và tiếp tục hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo, đúng không ạ?